những chính hiệu ứng của từng kênh này, giống như chiếc code server luôn này. Đấy. Bây giờ mời các bác cùng Thắng Hoàng test karaoke nha. Đấy, sử dụng một đôi loa 25 TSG, bát 25 thôi các bác ạ. Bộ mic Beyer thông thường. Lên 1 2. Lên 1. Video nó ngắn hơn một chút thì nó cũng tương đối là rõ ràng để các bác cảm nhận, nó không quá dài dòng. Đấy, còn một chiếc thì các bác nào cảm thấy mà ok được, alo cho em nhé, số điện thoại